Mua nô lệ không? Đều từ Thảo Nguyên bắn đến. Bao nhiêu tiền? Đây ư? 500, quá đắt rồi. 300. Tên này giết chết một người hộ vệ tốt nhất của tôi. Thật đó, nô lệ được đánh dấu này chính là Thành Cát Tư Hãn sẽ trở thành vua của Thảo Nguyên trong tương lai. Lúc này, nhà sư bên cạnh nói, nô lệ này tốt nhất không nên mua, nếu không, tai họa lớn sẽ xảy ra. Nhưng phú hộ không nghe, nhìn chúng người đó, muốn xem nô lệ này rốt cuộc có gì. Hắn ta là nô lệ, đến chết cũng vẫn là nô lệ, ta có thể giết hắn ngay bây giờ. Ngươi sẽ phá hủy đất nước của chúng ta ư? Lại bị đe dọa bởi đôi mắt sắc bén của tên nô lệ. Nô lệ không nên nóng này. Lúc này, phú hộ nói gì cũng muốn mua tên nô lệ này về hành hạ hắn ta. Phú hộ giam nô lệ vào chuồng chó, mỗi ngày đều có vệ sĩ canh gác, chó hung ác lại được thả tự do bên ngoài, còn cố ý xây dựng một cây cầu treo để nô lệ thuận tiện quan sát. Người Tây Hạ cũng không cho anh ta thức ăn. Đối mặt với loạt sỉ nhục này, Thiết Mộc Chân không quan tâm, chỉ cần mình có thể sống đã là tốt hơn bất cứ điều gì rồi. Anh đã làm một cái bẫy, chờ sau khi bồ câu bay vào, chọn ăn sống. Cảnh này đã khiến quý tộc chế giễu, anh ta vẫn bất động. Đối với Thiết Mộc Chân mà nói, họ càng giống như những chú hề bị nhốt ở ngoài lồng. Mà nhìn thấy tất cả điều này chỉ có nhà sư, ông thành tâm cầu nguyện Thiết Mộc Chân đến lúc dẫn quân xâm chiếm Tây Hạ, nhất định không được phá hủy ngôi đền ở đây. Tối nay tôi sẽ giết lính canh, đưa chìa khóa cho tôi. Đức tin của chúng tôi không cho phép giết sốc, đức tin của tôi thì có thể. Mặc dù nhà sư không đưa chìa khóa cho Thiết Mộc Chân, nhưng để giữ ngôi đền, vẫn đáp ứng giúp Thiết Mộc Chân giao vật này vào trong tay vợ của anh ta. Vì vậy nhà sư một mình lên đường, sa mạc rộng lớn khiến cơ thể ông rất nhanh bị choáng ngợp, cuối cùng ông chết trên sa mạc, cũng không biết có phải vận mệnh an bài không. Không lâu sau, vợ của Thiết Mộc Chân tìm thấy vật này, cô ấy lập tức nhận ra Thiết Mộc Chân vẫn chưa chết, vì vậy ngăn một nhóm người qua đường trao đổi cơ thể, đưa cô đến nơi Thiết Mộc Chân bị nhốt. Nhìn người chồng chịu bao nhiêu đau khổ của mình, lòng cô như có hàng ngàn con kiến cắn xé. Cô dành cả gia sản của nhà, mua chuộc lính gác. Bên kia cũng sẵn lòng đồng ý. Nhân lúc đêm tối, dẫn Thiết Mộc Chân lén lút bỏ trốn. Nguy hiểm trên mọi nẻo đường đã khiến Thiết Mộc Chân điềm báo về sự thống trị Thảo Nguyên đã được đặt ra. Trên xe, Thiết Mộc Chân nhìn vào khuôn mặt của đứa trẻ mới, anh lập tức hiểu vợ mọi thứ mà vợ một mình trong những năm này đã trải qua. Nhưng Thiết Mộc Chân vẫn chấp nhận nói rằng, ta bây giờ là cha của con, Mông Đan à. Trong những ngày tới, gia đình bốn người của họ trải qua cuộc sống hạnh phúc. Nhưng Thảo Nguyên sau nhiều năm đã bị các tai họa của người Mông Cổ trở thành luyện ngục trên trái đất. Anh ta lại lần nữa đến nơi cầu nguyện, cầu trời ban cho mình sức mạnh. Nhiều năm lưu lạc khiến anh biết được rằng, muốn ổn định thì trước hết phải thống nhất toàn Mông Cổ, tự mình xây dựng một đất nước mới và hoàn thành đại nghiệp. Sau nhiều năm đấu tranh và quy tắc quân sự nghiêm ngặt, anh đã có quân đội hùng mạnh của riêng mình. Lúc này, anh cũng trở thành mối đe dọa lớn nhất của Hóa Cường. Đây cũng là trận chiến cuối cùng để họ thống nhất Mông Cổ. Đây là trận chiến cuối cùng của Thành Cát Tư Hãn để thống nhất Mông Cổ, cũng là trận chiến huynh đệ giữa Thiết Mộc Chân và Trác Mộc Hợp. Sau trận chiến này, lịch sử Thảo Nguyên Mông Cổ sẽ hoàn toàn thay đổi. Cả hai người đều muốn trở thành đại hãn của Thảo Nguyên. Lực lượng của Trác Mộc Hợp gấp đôi so với Thiết Mộc Chân, nhưng Thiết Mộc Chân không hoảng loạn, chỉ thấy Trác Mộc Hợp xuất quân, đội đầu tiên hàng ngàn người, tiếng vang đầu tiên. Mà bước đầu tiên trong chiến lược của Thiết Mộc Chân chỉ gửi 50 kỵ binh, 50 người này đều là những người phạm phải tội chết. Họ xếp hàng, hai tay cầm đao như giang hổ, chư xê tiếp xông thẳng vào vị trí địch. Đao dài ở cả hai tay, tàn nhẫn cướp đi mạng sống của đối thủ. Chỉ vài chục người đã mang một đội quân hàng ngàn người đánh tan xác. Chỉ còn lại 6 người, nhiệm vụ cuối cùng của họ chính là dụ kẻ thù còn lại vào trại của mình. Sau đó chờ trong phạm vi của cung tên, Thiết Mộc Chân ra lệnh bắn tên, lập tức vô số mũi tên bắn ra. Cả quân địch và kỵ binh của mình đều chết thảm tại hiện trường. Sau khi kỵ binh ngã xuống đất, anh ta không cảm thấy đau lòng chút nào, lại thấy rất hợp lý. Trác Mộc Hợp đã bị sự tàn nhẫn của Thiết Mộc Chân làm cho choáng ngợp. Sau khi hàng ngàn binh lính của mình bị giết, hắn ta ra lệnh tổng tấn công. Đội quân hùng hậu như vô số đàn kiến, hiện trường thật sự sốc, mà Thiết Mộc Chân lại đến với bước 2 của chiến lược. Đó chính là Trường Sinh Thiên, anh nhìn lên bầu trời, sương mù bao phủ bầu trời, mưa, sấm chớp, bão tố rơi xuống. Người Mông Cổ luôn tin rằng Trường Sinh Thiên là cơn thịnh nộ của trời, vì vậy hơi e ngại cảnh sét đánh, đội quân của Trác Mộc Hợp lập tức rơi vào hỗn loạn, lòng quân rối bời. Mà đội quân của Thiết Mộc Chân lại vững như núi Thái Sơn, bởi vì anh lúc trước đã đào tạo cho quân đội. Thiết Mộc Chân đứng dưới tia sét, nhìn người đàn ông này trông giống như một vị thần chiến tranh, lòng dũng cảm của anh ấy ngay lập tức truyền cho toàn bộ quân đội. Sau khi quân đội của cả hai bên đối đầu nhau, Thiết Mộc Chân giành chiến thắng trước đội quân hùng mạnh của Trác Mộc Hợp, trở thành bộ tộc hùng mạnh nhất trên Thảo Nguyên. Lúc này, Tarihutai, người đã từng nổi loạn đã bị thuộc hạ của mình giết chết để lập công đưa đến trước mặt anh. Thiết Mộc Chân vô cảm, mặc dù hài lòng nhưng vẫn để thuộc hạ giết chết hai tên phản chủ này. Không có minh chủ nào muốn thu nhận kẻ phản bội bên cạnh cả. Sau đó, trong đám nô lệ, anh đã nhìn thấy ông lão nhiều lần chăm sóc cho mình trước đó. Lão gia nhân, ông khỏe không? Cảm ơn ngài đã nhớ đến tôi, Thiết Mộc Chân hãn. Thiết Mộc Chân sắp xếp thuộc hạ tặng ông lão 100 con ngựa tốt và để ông ta sống bên cạnh lều của mình. Theo quy định ban đầu của Mông Cổ, tất cả nô lệ và tù nhân đều phải bị chặt đầu cùng nhau, điều này mới đủ để chứng minh thành quả của người Mông Cổ. Nhưng Thiết Mộc Chân lại mang tất cả những người bị bắt được gia nhập vào quân đội của mình. Không thể không nói, cách giải quyết của anh ta thật khác với người thường, đó vẫn là yếu tố quan trọng để anh đi đến con đường hiện tại, ai được lòng dân thì được thiên hạ.
Trong lều, Trác Mộc Hợp bị đánh bại thái độ cứng rắn, vốn không cầu xin lòng thương xót của vị huynh đệ trước mặt này. Anh ấy chỉ không hiểu một điều, người Mông Cổ đều sợ sấm sét, tại sao ngươi lại không sợ? Tôi không có nơi nào để trốn khỏi tia sét, vì vậy, tôi không sợ. Đúng vậy, Thiết Mộc Chân từ nhỏ đến lớn đã lang thang, đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ mà không ai trên thế giới đã trải qua, làm thế nào có thể sợ sấm sét cơ chứ? Thiết Mộc Chân cũng hiểu rằng một ngọn núi không thể chứa hai con hổ, nhưng anh vẫn nhớ lòng tốt của vị huynh đệ trong quá khứ, lựa chọn để Trác Mộc Chân rời đi. Ngươi thật sự thả hổ về rừng ư? Có ơn tất báo. Sau đó, Thiết Mộc Chân trực tiếp san bằng các bộ tộc khác trên thảo nguyên, nước Đại Mông Cổ lần đầu tiên được thành lập, người ta gọi ông là Thành Cát Tư Hãn. Nhưng đại nghiệp này mới chỉ là khởi đầu. Năm 1226 công nguyên, Thành Cát Tư Hãn lại xâm chiếm Tây Hạ. Sau sự sụp đổ của Tây Hạ, ngôi đền của vị sư già vẫn tồn tại, nhưng ở giữa trận chiến chống lại Tây Hạ, Thành Cát Tư Hãn không may qua đời, kết thúc 66 năm cuộc đời phi thường của mình. Thành Cát Tư Hãn và hậu duệ của ông trong hơn 40 năm, chinh phục hơn 40 quốc gia, hơn 700 quốc tịch, chiếm 80% diện tích châu Âu và châu Á, giết chết rất nhiều người. Cuộc đời của Thành Cát Tư Hãn lập bản đồ lịch sử nhân loại đế chế rộng lớn nhất, diện tích hơn 35 triệu km vuông, chiếm toàn bộ hơn 4/5 thế giới nhân loại.